Cái chất lượng của cái đảng sâm to và đảng sâm nhỏ này thì nó cũng 1:9, 1:10 thôi, chứ nó không chênh nhiều quá. Bởi vì tất cả đều là đảng sâm rừng hết, không trồng được, chưa trồng. Tức là bây giờ chỉ có rất ít là cá nhân với lại cơ sở là trồng đảng sâm, như chủ yếu là trồng ở trong Tây Nguyên, trong Kon Tum, trong Quảng Nam, trong Gia Lai. Chứ còn gần như là ngoài Bắc này trồng rất là ít, mà nguồn khai thác chủ yếu là tự nhiên. Và thứ nữa là cũng chưa có cái đơn vị nào mà trồng cái, hoặc là cá nhân nào trồng cái đảng sâm dây tím này cả. Chủ yếu là bởi vì nó phải có cái độ cao từ 1.000, thông thường là phổ biến là 1.700 đến 2.000 mét thì nó mới có cái loại đảng sâm này. Cho nên là chưa kiếm được cái độ cao như thế thì cũng khó. Đó, độ cao mà rộng như thế mà cũng khó để trồng. Cho nên cũng khó, cho nên là cái loại mà tôi khai thác này nó chưa có sân trồng, vẫn là khai thác tự nhiên. Cho nên là chúng ta có thể tùy điều kiện kinh tế của mình, tùy mục đích sử dụng, chúng ta có thể là dùng đảng sâm to chọn, hay là đảng sâm nhỏ và rẻ hơn. Đấy, giá rẻ hơn rất nhiều. Thì quan điểm thì nó là như vậy. Tôi nói lại là cái chất lượng nó cũng 1:9, 1:10 thôi, vì đều là sâm tự nhiên hết mà. Thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta dùng cái sâm to, sâm chọn. Còn chúng ta điều kiện kinh tế chưa tốt thì chúng ta dùng sâm nhỏ. Không vấn đề gì cả, nó đều rất là tốt. Bây giờ có cái TikTok Shop gửi rất là tiện ấy, thì anh chị thích dùng thì cứ đặt hàng ở trên TikTok Shop ấy. Chỉ nhoáng cái là đã có ngay để mình dùng hàng ngày nhá.